Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta học giáo lý về kinh Tin Kính mục 10. Tôi tin các thánh thông công. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết thông công có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự hiệp thông của các thánh. Bởi vì tất cả các tín hữu là một thân thể duy nhất, nên điều thiện hảo của người này được truyền thông cho người khác. Đức Kitô là đầu của hội thánh. Do đó, điều thiện hảo của Đức Kitô được truyền thông cho tất cả các chi thể và sự truyền thông này được thực hiện qua các bí tích của hội thánh. Vì vậy, thuật ngữ các thánh thông công có hai nghĩa. Một là hiệp thông trong các thực tại thánh, và hai là hiệp thông giữa những người thánh. Vì vậy, tín điều các thánh thông công được hiểu qua những thực tại thánh và người thánh như sau. Thứ nhất, thông công trong đức tin, vì đức tin của các tín hữu là đức tin của hội thánh. Đức tin đó được đón nhận từ các tông đồ là kho tàng của sự sống. Thứ hai, thông công qua các bí tích. Quả vậy, hoa trái của các bí tích thuộc về hết mọi tín hữu. Nhờ các bí tích này, giống như nhờ những mối dây thánh thiêng, họ được gắn liền và kết hợp với Đức Kitô, nhất là nhờ bí tích rửa tội. Qua đó, như một cánh cửa, họ tiến vào hội thánh. Danh xưng hiệp thông này phù hợp với tất cả các bí tích, vì tất cả đều kết hợp chúng ta với Chúa. Tuy nhiên, danh xưng ấy thích hợp hơn cho bí tích thánh thể là bí tích thực hiện sự hiệp thông này. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 947 và 950. Thứ ba, sự hiệp thông qua các đặc sủng. Vì chân trong sự hiệp thông của Hội thánh, Chúa Thánh Thần ban phát các đặc sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi bậc sống để xây dựng hội thánh. Thần khí Chúa tỏ mình ra mỗi người một cách là vì lợi ích chung. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 951. Thứ tư là sự hiệp thông trong đức mến. Vì trong mầu nhiệm các thánh thông công, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vẻ vang chung. Vì vậy, việc nhỏ nhất trong các hành vi của chúng ta được làm trong đức mến đều sinh lợi ích cho mọi người, trong sự liên đới hổ tương với tất cả mọi người, kẻ sống và kẻ chết. Sự liên đới đó được đặt nền trong mầu nhiệm các thánh thông công. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 953. Thứ năm là sự hiệp thông giữa Hội thánh Thiên Quốc và Hội thánh Trần Thế. Vì được gắn bó mật thiết với Đức Kitô, các thánh trên trời củng cố toàn thể Hội thánh một cách vững chắc hơn trong sự thánh thiện. Các ngài không ngừng chuyển cầu với Chúa Cha cho chúng ta. Trong khi dâng các công nghiệp các ngài đã lập được nơi trần thế nhờ đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô. Nhờ vậy, sự yếu đuối của chúng ta được giúp đỡ rất nhiều bằng sự quan tâm huynh đệ của các ngài. Chúng ta không chỉ kính nhớ các ngài trên trời vì gương sáng của các ngài, nhưng hơn thế nữa, còn để sự hợp nhất của toàn thể hội thánh trong thần khí được tăng cường nhờ việc thực thi đức mến huynh đệ. Thật vậy, cũng như sự hiệp thông giữa người đi đường đưa chúng ta tới gần Đức Kitô hơn, thì sự liên kết với các thánh cũng kết hợp chúng ta với Đức Kitô, tự nơi người với tư cách là nguồn mạch và là đầu tuôn chảy mọi ân sủng và sự sống của chính dân Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 956. Thứ sáu là sự hiệp thông với những người đã qua đời, đang chịu sự thanh luyện nơi luyện ngục.
bởi biết chắc chắn rằng có sự hiệp thông như thế trong toàn nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, nên ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết sức thành kính nhớ đến những người đã qua đời, và bởi vì dâng hy lễ để đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa đạo đức và thánh thiện. Nên Hội Thánh cũng dâng lời cầu cho họ. Lời nguyện của chúng ta cho họ không những có thể giúp họ, mà còn làm cho sự chuyển cầu của họ cho chúng ta nên hữu hiệu. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 958. Tóm lại, mỗi lần chúng ta tuyên xưng các thánh thông công, chúng ta tin sự thông công của tất cả các tín hữu, nghĩa là của những người lữ hành nơi trần thế, những người đã qua đời và đang được thanh luyện, và những người đang vui hưởng hạnh phúc thiên quốc, tất cả hợp thành một hội thánh duy nhất. Và chúng ta cũng tin rằng trong sự hiệp thông đó, chúng ta được hưởng nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của các thánh của Ngài, là đấng luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của chúng ta. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 962. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chúc quý ông bà và anh chị em được luôn các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em bài sau. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh Người Phục Vụ để theo dõi có những bài tiếp theo. Xin cảm ơn và chào các bạn.